đèn thôi. Anh Dũng đang quay cu, đang quay nó quay sáng giờ chứ mới xong à, chưa xong. Gọi cu nó nín đâu. Tắt hay cu nó nín đâu. Đó. Thì bụng cua đất Phương vừa rồi là quay một con bối thố nha anh em, là có điện thoại nên là nó mắc hôn nha anh em. Thì nó đang ngủ ở một con mồi đất lở anh em à. Nó đang ngủ ở một con mồi đất lở này, con đi thân rồi anh em à. Thì chủ yếu là mình quay cái hang độc này nè anh em à. Thì riêng con chim này nè anh em à, là cái quá trình bắt con chim này ở Hòn Đen á, là một quá trình là theo đuổi rất là lâu nha anh em. Con này là hụt, thổ hụt. Thì con này ấy, nó cũng con một cái chưa được rong, vừa cái hụt rong nha anh em. Chỉ mùa thì long á, hay là mùa mưa mà cái mùa mà nó xuống á, anh em mà lúc mà nó chưa có nói á, thì nó thỉnh thoảng nó vẫn có một hậu nha anh em. Nhưng mà nay là đặc biệt là hết, hết hoàn toàn. Nhưng mà nó đã có lâu lâu mà có một gục á, thì không thể nào kêu là con trơn rồng hoặc là hụt rồng hoặc là con riêu rồng được. Nhưng mà hiện bây giờ thì không còn nghe nữa. Nhưng mà chắc chắn khi chuyển nhà, chuyển chỗ là con chim này nó sẽ có. Và con chim này nè, khi mà anh em nghe nó thúc á, là cái tiếng nó như sấm vậy nha anh em. Mà anh em có thể là nghe nó thúc là anh em nhớm dây ghè thôi. Thì bắt đầu nay à, nay nó mới đi phân được to tròn và thay hết bộ lông rừng. Là bắt đầu là chim gáy gù cơ bên là nó gù trẻ liền, không cần thay mặt nha anh em. Đó. Thì nay mình chơi thì rừng núi nó cũng thưa chim rồi, thì cũng con, nhưng mà đỡ gặp những con mà nói vừa cái âm giọng á, cái âm giọng nó hay, nó dữ, nó độc. Đỡ mình chơi sau này lên rừng á, lên rừng nó nghe được anh em đi chung đánh giá nhìn nhận là nó mới kèm giác cho mình nha anh em. Anh em thấy không? Thì nó là quá đẹp anh em à. Nó không có to nha anh em, nó đen thui à. Mà nó đóng bộ cơm là gần như tắm vậy anh em à. Cái đeo là nhỏ xíu thôi, cổ thét, đuôi vót dài, dài chim. Nó chịu gù, quỳ, nó chịu gù, mình cho nó gù luôn, còn không sợ nha anh em. Lâu quá rồi, là bà này nó mới lên được dây nè anh em à. Thì anh em nào có thơ nhiều chim, đủ mồi chơi rồi, muốn có một con bối đỡ từ từ, nuôi từ từ lên, đặt dành chơi, tập chơi, tổ hụt. Tiếng thúc ác, tiếng gù dữ, thì anh em để sau này anh em gọi là làm hậu vợ thì anh em cứ alo cho mình rồi vừa anh chơi sau này anh em biết cái nước chơi về âm giọng của nó. Trong đó là hụt nữa nha anh em, đẻ lắm. Con chim này mình đảm bảo anh em là sau này nó lên mồi rồi anh em đi chơi là nó sát bổi cực kỳ.
Đó là một cái điều nhìn nhận của mình đó nha anh em. Còn lúc bắt nó thì đừng nói là một mình chạm, nhiều anh em rồi. Nó vừa là làm là cứ vô cây ra từng nhánh một, thớ rồi mọc lông, thớ mọc lông, cứ vậy là nó gù khé ngay. Cũng là vững vàng cái đường hậu nha anh em. Và tiếng gù cũng chưa đâu, chưa phải gọi là gì như con ở ngôi rừng đâu anh em à. Anh em vừa ấy, sau này ấy là anh em sẽ nuôi cho nó bắt bối, rồi nó nhuyễn lên, rồi anh em ra rừng anh em nghe con này mà buổi trưa mà anh em mà nằm ngu ngủ mà có cu, mà lỡ sau này thanh mồi mà có cu vô cây nó gù thôi chứ anh em nghe là nhớm dây ghe. Còn anh em nào mà muốn tìm một con mồi đất á, từ anh em vừa tập á, thì anh em cứ alo mình, mình đỡ cho anh em con mồi lỡ bên đây này chơi đất. Mình cũng sợ nó mới lên là xuống nha anh em, nhưng mà nó gù cái âm đẻ quá, mình đỡ mình nghe quay thêm video cho nghe cho nó xuống nha anh em. Cũng là khi lên mồi là dùng một cái tư là xét bối, nó không mà to đâu nha anh em, nhưng mà nội công với cái âm giọng thì không có nhỏ được đâu anh em à. Nói chung là con này nó to mấy ngày con nem hậu của mình nè, dài. Anh em thấy bộ cơm này, con này thổ đóng mắt không có mắt đỏ nha anh em, mắt vàng trâu á, đỏ ít thôi, lông đen, chân nè anh em à, dập chân nè, chân tuyệt vời rồi, chân anh em không cần suy nghĩ. Con giang cườm nó nè, khi mà anh em á, giờ mình không dám lại gần anh em, nó con bữa nay nó gu vậy là ngon rồi nè. Con giang cườm mà nó thẻ trong lưng á, thì nó dùng cái tư là phải dùng cái tư là đẳng cấp nha anh em. Các bạn cố gắng nè, trên lưng đó mà anh em thấy cái dàn cườm nền đó đóng lẻ xuống lên từ cái phần mà quy lưng luôn vậy anh em à. Còn dàn quy thì đóng gì chi chít ở hết nam đây là chưa giao lưu anh em á, là mình sẽ trắng đuôi nha anh em, trắng đuôi đều trao vào lòng nhữ, đỡ móc ở nhà lên xuống xèo á, lên xuống xèo cho nó quen nha nè. Làm thêm chàng nữa rồi kết thúc video nha nè. Dạ là nó cũng sợ sợ cái máy, nó đang nhìn mình. Con kia cũng thố rồi, nhưng mà trong cái âm thố nó sánh với con này là anh em có cái dàn cườm nó gù mà cái lưng nè anh em. Khi nào anh em nào mà lỡ mà có duyên cầm con chim này nè, thì chỉ anh em cố gắng đào tạo, chăm sóc, gọi là dùng từ huấn luyện ấy, cho nó lên thành mồi thôi. Còn mà khi mà cái nước hậu ấy, là anh em cứ dẫn ra, anh em cho ăn con chim này không bao giờ tốn thóc đâu nha anh em, và cái tốn mới công của anh em đâu. Đó là mình lấy cái uy tín của mình để đảm bảo cho anh em vừa con thổ này nè. Để luôn đeo mặt là chút xíu nha anh em,
cái dâu nó rụt xíu. Để ba lần nè. Không có nhớ một cộng lông mình luôn anh em. Còn nghiêng đuôi nghiêng đồ luôn. Quen phé nổ mạnh rồi anh em. Mấy bịch trước mình chờ là không có gù đâu nha anh em. Đó, ở trên cây á thì mình đút vô nó còn gù gù hơi cho mình bỏ xuống đất nó mà gù vậy đâu nha anh em. Về bãi đâu này bây giờ bóng bẫy rồi. Mạnh. Thôi mình cũng nói nhiều rồi nó rồi. Anh em nào á từng theo dõi kênh mình về từng cầm những con chim mình của kênh mình chơi rồi á thì anh em cứ alo cho mình. Mình sẽ cố gắng đưa cho anh em con chim này gửi đến nơi cho anh em chơi để mai mốt anh em ra rừng anh em gieo lưu cái âm vọng nha anh em. Tiếng đây chưa đâu nha anh em, là khi nó thúc anh em nghe mà gớm rồi nha anh em. Rồi thôi mình chào hết anh em. Cảm ơn tất cả những anh em nào vừa xem cái video này của mình nha. Đánh giá nhìn nhận thì mỗi anh em có cái kinh nghiệm tích lũy khác nhau, anh em có cách nhìn nhận khác nhau. Anh em nào cứ trao đổi gì thì anh em có thể gọi qua số điện thoại cho mình hoặc là comment ở dưới bình luận á. Không uổng công mà theo đuổi bao nhiêu chiến cắt quá rồi nha anh em, đúng không anh em, quá đẹp.